53 cửa. Bài 53 tương với phần tiếp theo của bài 15 quyển 1. Hãy nhắc lại từ nhà. Cha. Từ này còn có thể làm lượng từ của công ty. Một cái công ty nguyên văn là một nhà công ty. 一家公司. 一家公司. Một cái công ty gì? 一家什么公司. 一家什么公司. Các bạn là một cái công ty gì? 你们是一家什么公司? 你们是一家什么公司? Bây giờ là từ ngoại thương, âm Hán Việt là ngoại mẫu. Ngoại mạo. Ngoại. Ngoại. Mạo. Mạo. Ngoại mạo. Ngoại mạo. Công ty ngoại thương. Ngoại mạo công sư. Ngoại mạo công sư. Một cái công ty ngoại thương. 一家外贸公司. 一家外贸公司. Các bạn là một cái công ty gì? 你们是一家什么公司? 你们是一家什么公司? Là một công ty ngoại thương. 是一家外贸公司. 是一家外贸公司. Bây giờ là từ lớn, to. 大. 大. Âm Hán Việt là đại. Từ này đã học trong từ đại phu, đọc là tải. Tương đối lớn, lớn hơn. 比较大. 比较大. Rất lớn. 很大. 很大. Quá lớn rồi. 太大了. 太大了. Vali không lớn. 箱子不大. 箱子不大. Trường chúng tôi rất lớn. 我们学校很大. 我们学校很大. Công ty lớn nguyên văn là lớn công ty. 大公司. 大公司. Một cái công ty lớn. 一家大公司. 一家大公司. Là một cái công ty lớn à? 是一家大公司吗? 是一家大公司吗? Hãy hỏi lại, các bạn là một công ty gì? 你们是一家什么公司? 你们是一家什么公司? Là một công ty ngoại thương. 是一家外贸公司. 是一家外贸公司. Là một công ty lớn à? 是一家大公司吗? 是一家大公司吗? Không lớn. 不大. 不大. Bây giờ là từ nhỏ. 小. 小. Âm Hán Việt là tiểu. Quá nhỏ rồi.
太小了，太小了。Cái vali này quá nhỏ rồi. 这个箱子太小了。这个箱子太小了。Không nhỏ. 不小。不小。Tương đối nhỏ, nhỏ hơn. 比较小。比较小。Công ty tương đối nhỏ. 比较小的公司。比较小的公司。Một cái công ty tương đối nhỏ. 一家比较小的公司。一家比较小的公司。Không lớn là một công ty tương đối nhỏ. 不大是一家比较小的公司。不大是一家比较小的公司。Hãy hỏi lại, các bạn là một công ty gì? 你们是一家什么公司？你们是一家什么公司？ Là một công ty ngoại thương. 是一家外贸公司。是一家外贸公司。 Là một công ty lớn à? 是一家大公司吗？ 是一家大公司吗？Không lớn là một công ty tương đối nhỏ. 不大是一家比较小的公司。不大是一家比较小的公司。Bây giờ hãy nghe phản ứng lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thứ hai gặp lại. 星期一见。Lấy mấy cái màn thầu. Yào chí cỡ màn thầu. Bánh bao. Bao dự. Còn lấy cái khác nữa. Khái yào bía tờ. Buổi chiều đi ra thư viện. Xào ủ chủy thú sư quản. Đợi một lát. Tầng ý khuẩy. Nhân viên của trường. Xuế xào trí yuán. Biết số điện thoại. Chứ đào điện thoại hào mã. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh nín. Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Bắc Kinh ngữ nhân đại học. Nhưng mà. Đàn sự. Cái đỏ nhẹ hơn, cái đỏ tương đối nhẹ. Khống đỏ bị chào chinh. Đồ gì? 什么东西? Lá trà. Trà yê. Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Ở kia kìa. Zài nà nè? Có mấy người, chỉ nhân khẩu. Yǒu jí kǒu rén. Anh trai chị gái. Gě gě jiè jiè. Một tấm ảnh của cả nhà.
一张全家的照片. Chỉ có em trai. 只有弟弟. Bạn xem này. 你看. Làm công việc gì? 做什么工作? Bệnh viện. 医院. Cửa hàng. 商店. Đại phu. 大夫. Giám đốc của công ty. 公司的经理. Luật sư. 律师. Tương đối nhỏ, nhỏ hơn. 比较小. 比较小.